Rồi hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng sách tay ha mọi người. Số điện thoại em nằm ở bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ dưới phần mô tả. Mọi người cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Bên em thì có nhận ship code toàn quốc luôn. Hàng tới mọi người được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng ha. Kiểm tra test ok máy ưng ý thì mình nhận ha mọi người. Rồi, nay có về được ít máy thì em lên máy cho mọi người xem ha. Rồi, trước tiên thì còn hai cây S20 Ultra 5G mọi người. S20 Ultra 5G. Tình trạng thì mấy cái này là ngoại hình xấu nha mọi người ơi. Đây, ngoại hình xấu nè, quay ngoại hình cho mọi người coi trước ha. S20 Ultra 5G mọi người thì sẽ là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, pin là 5000. Đó, màn hình là 6.9 inch, độ phân giải là 2K cộng ha. Dòng này thì chạy chip Snapdragon 865 LED ha mọi người, rất là mạnh luôn. Cái này thì ngoại hình xấu nè mọi người. Đó. Ngoại hình xấu ha. Giá em bán là 6.300.000. Giá này thì bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình cho mọi người luôn ha. 6.3 ha mọi người. Rồi tiếp là em lên cây ám nhẹ ha mọi người ơi. Đây ám nhẹ nè. Đây mọi người thấy ngay cái chỗ này không, nó có cái lằn mờ xíu không? Thì nói chung là cũng rất là nhẹ nha mọi người. Đó thì cây này á, là em bán là 5.900.000. Ngoại hình thì ok hơn mọi người. Cây này thì ngoại hình thì ok hơn nha. Ngoại hình cũng còn khá là ok luôn. Đó, chỉ có ám nhẹ thôi. Thì là giá là 5.900.000 nha mọi người. Cấu hình thì vẫn như cái cây em vừa mới báo ha. Bây giờ quay video ngắn gọn lại xíu mọi người, cho nó video nó ngắn lại tí ha. Rồi đỡ có chán. Rồi tiếp là S20 cộng 5G mọi người. À em quên đọc email nữa. Cái này email là 6.3 thì sẽ là email 6095 nha mọi người. Còn cái cây 5.900.000 này á, email là 0478 ha. Rồi tiếp cái S20 LED 5G mọi người, S20 cộng 5G ha. Email là 6002. Cái này thì em bán là 5.100.000. Giá này á, là bao gồm tặng mọi người sạc ốp lưng dán màn hình luôn. Cái này thì cũng là RAM 12 mọi người, RAM 12 256GB nè. Đó, pin là 4500, màn hình là 6.7 inch, độ phân giải là 2K cộng ha. Dòng này thì vân tay siêu âm, nhận diện khuôn mặt rất là nhạy luôn mọi người. Quay phim chụp hình chơi game này kia rất là ngon luôn trong tầm giá ha. Giá là 5.100.000. Tình trạng là ngoại hình xấu nha mọi người. Còn ngoại hình đẹp thì chắc chắn nó gần 6 triệu rồi. Ngoại hình xấu thì em bán là 5.100.000 nha. Đó. Thì em quay video lúc này thì sẽ là ngắn video lại. Mọi người cần thì cứ nhắn tin qua Zalo em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người ha. Tư vấn cho mọi người cho nó dễ. Đó, nhắn tin qua Zalo em tư vấn trực tiếp cho mọi người cho nó dễ ha. Lúc đó thì anh chị có cần thì em quay video hoặc là chụp hình lại cho mình coi máy nha. Rồi tiếp thì cái này là email là 3385 nha mọi người. 3385 ha. Email là 3385. Cái này em quẹt cái móng tay nha mọi người. Quẹt hay xéo vậy chứ không phải là bấm không ăn đâu nha. Đây em bấm bình thường nha mọi người ơi. Rồi, email là 3385, cũng là RAM 12 256GB nha mọi người. Cái này tình trạng ngoại hình là cũng là xấu luôn ha. Đây ngoại hình quay cận cho mọi người coi nè. À, ngoại hình xấu nha mọi người ơi. Cái này em bán cũng là 5.100.000 ha. Giá này bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình cho mọi người luôn nha. Còn mọi người muốn biết chi tiết cây nào á, tình trạng kỹ xíu thì mọi người cứ nhắn qua Zalo cho em tư vấn cho mọi người ha. Còn giá mọi người thấy cây nào được thì cứ nhắn qua Zalo cho em. Rồi tiếp cây này thì email là 9466. Cây này thì tình trạng là ngoại hình xấu luôn mọi người. Giá bán là 4.100.000. S20 5G ha mọi người. Đây ngoại hình xấu nè mọi người ơi. Đó, cây này thì ở đây kính nó bị gì nữa nè mọi người. Không phải là bị bể mẻ nha mọi người, cái này có ép kính rồi á. Đây. Nhưng mà xài bình thường mọi người, không có ảnh hưởng gì nha. Giá em, nó nằm ở ngoài bìa nữa, cũng không có ảnh hưởng gì đâu ha. Giá em bán cây này là 4.100.000, bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình ha. Cây này lưng zin email luôn mọi người. 9466 luôn ha. Rồi tiếp thì cây 4.500.000 thì ngoại hình nó ok nha mọi người. Đây 4.500.000 ngoại hình nè. S20 5G thì em giới thiệu sơ qua cấu hình ha. Cây này cũng là RAM 12 đó mọi người. Email là 1035 nha. 1035. Mới có điện thoại mọi người. Rồi cái này email là 1035 nha mọi người. Mất lấy nét luôn rồi. Đây email 1035 ha.
Cái này thì sẽ là RAM 12GB mọi người. Cái này RAM 12GB. Đó, ổ nhớ là 128GB, pin thì sẽ là 4000, màn hình đó là 6.2 inch ha, độ phân giải là 2K+. Dòng này thì bán đang rất là chạy mọi người. Tầm 6.2 nó cũng ok chứ không có nhỏ ha mọi người ha. Đó, cầm cũng vừa tay lắm. Chip Snapdragon 865 nữa, RAM 12, 128GB nha mọi người. Đó, ngoại hình ok nè, trong tầm giá thì cái này cũng khá là ngon nha mọi người ơi. Giá 4.500.000 ha. Rồi tiếp lên Note 10 5G, email là 5444. Cây này RAM 12 256GB nè mọi người. Pin là 3500, màn hình 6.3 inch, độ phân giải là 2K+ ha. Dòng này thì có S Pen mọi người, nhưng mà cái này thì chỉ ghi viết nha mọi người, không còn kết nối chụp hình ha. S Pen giờ đa số là bị mất chụp hình rồi mọi người. Đó thì cái này giá bán là 4.400.000. Tình trạng là màn đẹp không ám ố nha mọi người ơi. Cái nào ám nhẹ hay đốm thì em sẽ báo ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Có cấn đây xíu nha mọi người. Giá là 4.4 triệu nha mọi người, bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình. Thì đa số máy bên em là bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình, tiền ship là 30.000. Còn mọi người á mà không lấy sạc á thì là bớt là 100.000 nha. Không lấy sạc chỉ lấy máy không mọi người. Không lấy sạc là bao gồm không sạc, không ốp lưng, không dán màn hình á thì em sẽ bớt là 100.000 nha. Còn mà lấy full á thì giá như trên video nha mọi người. Em không có bớt ha. Có nhiều anh vô comment vui tính cái máy S7 anh trả giá em có 1.4 triệu mọi người. Thì nói chung là em lấy sỉ là 1.8 triệu mà nên anh trả em 1.4 triệu thì sao em bán. Còn mà nếu anh có coi video này anh có thì anh giao lại cho em thu anh 1.6 triệu luôn nha. Đó, khỏi cần bảo hành cho em, thu em thu lại cho 1.6 triệu luôn nếu mà màn đẹp ha, máy giống như máy của em nha anh. Rồi tiếp cây này mọi người, email là 3659 ha. Note 9 thì sẽ là RAM 6 nè mọi người, 128GB. Đó, pin thì sẽ là 4000, màn hình là 6.4 inch, độ phân giải là 2K+ ha. Thì dòng này có S Pen ghi viết chụp hình luôn mọi người. Đó, S Pen này ghi viết chụp hình ha, màn đẹp là bao mọi người ghi viết chụp hình luôn. Đây, ngoại hình nè mọi người. Cái lưng này hơi hở rồi. Hở lưng rồi mọi người. Này mọi người lấy thì em dán lưng lại cho mọi người nha. Rồi nó bị hở ra luôn rồi mọi người. Cái lưng này chưa dán keo mọi người ơi, chưa có dán lưng. Đây, quay ngoại hình cho mọi người coi ha. Thì bên trong nè mọi người, nếu mình hai lưng thì hai cái lưng vậy thôi, cái lưng nó không có dính dáng gì nha mọi người. Đó, không có ảnh hưởng gì tới bên trong máy này hết nha mọi người ơi. Cái men đã nằm mút ở trong rồi nha mọi người. Đó, không có ảnh hưởng gì ha. Cái này thì ngoại hình nói chung tương đối là đẹp mọi người. Giá em bán cái này là 3.800.000 nha, màn đẹp không có ám ố ha. Cái này lấy dán lưng nè mọi người. Rồi tiếp lên cây 3.400.000 mọi người, 3.4 triệu ha. Cây này hình như là bản Mỹ á mọi người. Đây, bản Mỹ 8830 ha. Email là 8830. À, bản Mỹ thì cũng là RAM 6 thôi mọi người, 128GB ha. Lâu lâu mới được cây 512GB mọi người ơi. Tình trạng cây này á là màn cận đẹp nha mọi người. À, nó có luôn cái chữ siêu mở ở đây nè. Nói chung rất là nhẹ nha mọi người ơi. Nhìn bình thường không ảnh hưởng gì ha. Đó, thì cây này giá em bán cho mọi người là 3.400.000. Màn cận đẹp nha mọi người, giá bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình. Giá bên em thì đa số là bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình, tiền ship là 30.000. Còn máy hành lý thì em mới bán mấy trần thôi nha mọi người. Rồi tiếp lên cái màu trắng này. Trắng này bữa giờ mấy ngày rồi mọi người, mấy video rồi. Thì tình trạng cái trắng này là nó có lưu ánh nhẹ đây xíu nè mọi người, lưu cũng rất là nhẹ luôn. Đó, thì cái này em bán là 3.300.000, giá bao gồm kèm sạc ốp lưng dán màn hình ha mọi người. Đó, màu trắng, màn hình rất là đẹp luôn, lưng zin email, màn cận đẹp. Mới về máy tới là quay liền luôn mọi người. Rồi tiếp lên cái màu nâu nha mọi người. Cái nâu này email là 3044 ha mọi người, tình trạng cũng là màn cận đẹp luôn, ám rất là nhẹ ha. Lưu rất là nhẹ luôn. Cái này là chưa fix mọi người ơi, mọi người lấy em fix cho mọi người nha. Chưa fix là nó nhẹ gì, fix thì nó gần như là đẹp luôn. Thôi may là 3044 ha, nó chính là RAM 6 128GB. Pin là 4000, màn hình 6.4 inch, độ phân giải là 2K+ ha mọi người. Đó, giá em bán là 3.300.000. Nói chung thì mọi người muốn rẻ xíu mình cứ xài cái này thôi mọi người. Nó y gan màn đẹp không khác gì hết trơn á.
Rồi tiếp lên một cây 2.900.000. Cây này thì email là 7501. Máy em đa số là một sim nha mọi người. Mọi người cần cây nào hai sim thì cứ nhắn em tư vấn ha. Nhắn qua Zalo cho em ha mọi người. Thì tình trạng cây này là lưu rất nhẹ mọi người, có lưu hình nhẹ xíu. Có lưu hình nhẹ xíu mọi người, nhưng mà quay vô video thì rất là khó thấy ha, có lưu nhẹ đây xíu xíu. Đó, thì thường nó sẽ là giá 3 triệu mấy mọi người. Nhưng mà cây này nó có nứt kính nè. Đó thì nứt kính nhẹ. Em bán là 2 triệu 8 mọi người. 2.800.000 nha. Keo xanh này là 2.800.000. Giá này bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình đầy đủ. Thì cái này nó chung dán BBF lên xài bình thường nha mọi người, không có ảnh hưởng gì hết ha. Đó, ngoại hình nè mọi người ơi. Giá 2.800.000 ha. Rồi tiếp lên là Note 8 2.500.000. Tình trạng là màn ám nhẹ. Đây ám nhẹ là màn gần như là sáng nha mọi người, còn rất là sáng nha. Còn màn ám á, ám vừa vừa nè. Đó, vừa vừa nhìn vẫn còn ok nè mọi người thấy không. Còn mà ám nặng á là phải như cái 2.200.000 của em nha mọi người. Đó, không phải cái này. Cây hồi nãy đem cho mọi người coi thử một cây ám mà tầm cỡ nặng nặng xíu á mọi người. Đây ám mà nhìn khó chịu và chắc phải có cây này quá. Đây, như vậy mới là nặng nha mọi người ơi. Đó, như vậy là nặng rồi ha. Còn mấy cái này thì như màn đẹp thôi chứ không khác gì á. Tại nó nhẹ lắm, nhiều khi không báo mọi người cũng không biết nữa. Mấy cây giống gì nè. Đó, nhẹ hiều à, nhìn không ảnh hưởng mọi người. Đó, thì nhẹ thì em sẽ báo cho mọi người là bị nhẹ nha. Note 8 thì sẽ là RAM 6, 64GB. Đó, pin là 3.300 mọi người. Pin là 3.300, màn hình 6.3 inch ha. Độ phân giải thì sẽ là 2K+. Dòng này thì cũng có S Pen ghi viết, dòng này thì không có chỗ hỗ trợ chụp hình nha mọi người. Tại vì dòng này nó chưa có update lên chụp hình ha. Đó thì mọi người, mấy cây Note 9 á, nếu mà màn đớm á mọi người, là em không có bao bút chụp hình thì nó mình xài cũng như Note 8 vậy thôi. Rồi cây này email là 3812 ha mọi người, giá bán 2.500.000. Đó, này mọi người lấy em thay khi sim lại liền. Giá đã bao gồm tặng sạc ốp lưng dán màn hình luôn, ngoại hình thì cũng còn ok được mọi người. Đó, mọi người cần coi chi tiết cây nào thì cứ nhắn qua Zalo cho em ha mọi người. Zalo em nằm bên góc phải màn hình. Rồi tiếp cây này, email là 8196, giá 2.700.000. Note 8 bản RAM 6 256GB. Đó, bản 256GB dung lượng cao mọi người. Pin là 3.300, màn hình là 6.3 inch. Cấu hình thì thường giống nhau mọi người ơi. Cây nào khác biệt xíu thì em sẽ báo ha. Còn lại báo tình trạng thôi. Cây này thì màn cận đẹp nha mọi người. Đó, màn cận đẹp thì nói chung không khác gì màn đẹp. Giá em bán là 2.700.000 nha. Rồi, còn hai cây Note 9 nha mọi người. Cây này giá 3 triệu, tình trạng là màn ám nhẹ. Nhẹ hiều rồi mọi người. Giá này bao gồm tặng sạc ốp lưng đầy đủ mọi người. Email là 0492. Đây, có cái ghe này màn còn ok mọi người, nhìn nhẹ lắm mà cái ngoại hình nó hơi xấu. Đó, ngoại hình xấu nha mọi người, cái này xài ốp thôi ha. Giá em bán là 3 triệu. Rồi tiếp một cây ngoại hình xấu nữa, 2.700.000, tình trạng là ám nhẹ. Cây này thì xấu ác rồi mọi người ơi. Đó, nó cũng ám nhẹ thôi mọi người. RAM 6 128GB nè. Đây cho mọi người coi, ám cũng nhẹ thôi chứ không có nặng, mọi người nhìn thấy rất là nhẹ đúng không? Nhưng mà ngoại hình nó xấu nha. Đó, quay chi tiết kỹ kỹ cho mọi người xem cho kỹ ha, còn mọi người cần thì nhắn qua Zalo cho em nha. Zalo em với hai cái Zalo đó là mọi người nhắn Zalo nào cũng được nha mọi người, điện số điện thoại Zalo nào cũng được ha. Rồi tiếp là S9 cộng mọi người ơi, 2.900.000. Cây này thì RAM 6 64GB, pin là 3.500 ha. Màn hình là 6.2 inch, độ phân giải là 2K+. Dòng này thì có hỗ trợ loa kép rồi nha mọi người. Dòng chính là có hỗ trợ loa kép rồi ha. Email là 6802 nè, tình trạng như là màn cận đẹp mọi người ơi. Màn cận đẹp, thường của em màn cận đẹp là không khác gì màn đẹp nha mọi người. Tới nhiều có mấy cái điểm nhỏ hoặc là ám rất là nhẹ mọi người soi mới thấy ha. Đó, thì em vẫn báo cho mọi người chứ em không bán màn đẹp nha. Giá là 2.900.000. Đầy đủ phụ kiện cho mọi người ha. Đây ngoại hình, cây này ngoại hình thì ok rồi mọi người. Rồi tiếp một cây màn đẹp là 3.200.000. 3.200.000 mọi người.
Cái này IMEI là 4 a 8175 nha mọi người. IMEI 8175 ha. Máy là RAM 6 nè, 64GB. Đó, pin 3005, màn hình 6.2 mọi người. Màn đẹp không có ám ố gì hết ha. Ngoại hình nè mọi người, ngoại hình thì cũng được nha mọi người. Đó cũng còn ok lắm nha. À, giá em bán là 3.200.000 nha mọi người. Mọi người muốn biết chi tiết cây nào thì cứ nhắn qua Zalo cho em ha. Rồi tiếp là cây này 2.900.000, cũng là màn cận đẹp luôn mọi người ơi. Đó, màn cận đẹp ha, email là 6650 nha mọi người. Thì mấy cây này cấu hình giống nhau thì không có khác biệt gì, thì em quay email với báo tình trạng với ngoại hình cho mọi người coi cho nó nhanh nha, đỡ chán mọi người. Đây ngoại hình nè mọi người. Đây chân sạc có xước xíu mọi người. À, sạc của em tặng thì nhiều anh cứ sợ là sạc nhiều anh nói là sạc không có ok mọi người, chắc không lấy. Thì em nói cho mấy anh nghe là sạc em tặng là tới mấy chục ngàn bộ luôn. Em lấy sỉ số lượng là đã 50 mấy ngàn bộ rồi mọi người. Thì mọi người mua lẻ bộ đó cũng là tầm 100 tới 120 chứ không có rẻ đâu. Có loại sạc giống vậy luôn, trong hộp luôn, đẹp đẽ luôn. Em lấy có 20 mấy ngàn bộ à. Nhưng mà em vẫn tặng cho mọi người sạc 50 mấy ngàn bộ là mọi người biết rồi đó. À, nếu mà em tặng cho mọi người sạc 20 mấy ngàn á, 100 cái máy em sẽ được là 2 triệu mấy. 1000 cái máy em được 20 mấy triệu. Nhưng mà em vẫn tặng cho mọi người sạc xịn nha. Đó, sạc ok nha. Chứ không có tặng sạc tào lao đâu. Sạc đó thì em vẫn đang sạc máy nhà, sạc điện thoại xài mọi người. Nên yên tâm ha. Rồi, tiếp cây này. Cây này thì 2.900.000, cũng là màn cận đẹp bản Việt Nam mọi người. Bản Việt Nam thì mình được 2 sim vật lý sẵn ha. Bản hàng lên 2 sim thì vẫn xài 2 sim vật lý thôi mọi người. Cái này IMEI là 1178. Đây, ngoại hình nè mọi người. Thì màn cận đẹp thì nó không khác gì màn đẹp đâu mọi người ơi. Còn mà cái nào thì nó bị như nặng hơn xíu thì em sẽ báo cho mọi người nha. Đó. Cái này là 2.900.000 ha mọi người. Rồi tiếp lên cây 2.800.000. Cái này là có xước kính nè. Đó, cũng là màn cận đẹp mà có xước kính nè, nên bán là 2.800.000 nè. Xước kính nhẹ xíu nè mọi người. Cái này dán BVF lên là hết ha. Đó thì em có tặng miếng BVF sẵn cho mọi người luôn. Màn cong thì cũng khuyến khích mọi người á là không có dán keo cường lực UV nha mọi người. UV thì sẽ là chích keo lên màn hình, ốp cái cường lực vô, nhiều khi keo á nó sẽ chạy trong cái đường này nè. Đó là nó chết cái màn hình. Cái đó thì bên em không có bảo hành nha mọi người ơi. Đó thì nhiều khi em vẫn bị em bán thôi, giờ đó giờ cũng rất là nhiều trường hợp rồi mọi người. Mới bán về thì nhiều anh em kỹ tính á, cứ dán cường lực lên xài muốn lâu dài á mọi người, nhưng mà chưa được lâu dài nữa, cái đó lại hại ngược lại nữa. Đó là nó bị vô mấy cái đường này nè, nó chết màn hình. Thì nhiều pha thì cứu được, nhiều cái ca thì cứu được mọi người. Cứu được thì hên thì cứu được, còn không hên á thì cứu được nó vẫn lên sọc, còn nhiều cái thì cứu là không được, nó chết luôn á mọi người. Đó nên em khuyến khích mọi người là không có dán UV ha, mình xài giùm em là cái BVF em tặng sẵn trong đó. Còn nếu mà hư á thì mọi người hư cái BVF nó nhăn hay gì đó cũ thì mọi người có thể ra dán lại miếng khác, chứ đừng có dán UV nha mọi người. Keo nào cũng được hết á mọi người, dán lên á ok được, nhưng mà đừng dán UV. Có loại cường lực ốp vô mà không có xài keo nữa mọi người. Đó, nó như cường lực màng thẳng vậy đó. Rồi tiếp cây này IMEI là 6551 ha mọi người. 6551. Giá em bán là 2.800.000, có xước xíu nha. Cái này dán cường lực thì sẽ ok nha mọi người. Cường lực loại đó thì 100 mấy chục ngàn một cái á, mình ốp vô vậy nè. Đó, là ok luôn. Nó không có cần UV gì hết mọi người, nhưng mà xài cũng rất là chắc luôn á. Nhưng mà cái đó em kiếm chưa có, nếu mà có em kiếm về cho em bán chứ em tặng không nổi mọi người ơi. 100 mấy một cái lận. Rồi, giá em bán cái này là 2.800.000 ha. Bao gồm tặng sạc, ốp lưng, dán màn hình cho mọi người luôn. Thì mấy cái nãy giờ em nói giờ nãy giờ á thì anh chị nào biết rồi thì cho qua ha, còn không biết thì em nói cho những anh chị mới coi để hiểu thêm nha mọi người. Thông cảm em nha, chứ em không có dạy ai nha mọi người ơi. Rồi, tiếp là cây này 2.600.000 thì tình trạng là màn ám nhẹ nha mọi người. Đây, màn thì nó ám xíu nha mọi người. Nhìn còn ok lắm nha. 2.600.000 thì mấy cây này xài cũng còn bình thường mọi người. Không ảnh hưởng gì hết, nhìn bình hoàn toàn bình thường nha. IMEI là 2278. Bản Mỹ thì sẽ là RAM 6 64GB, pin là 3005 luôn, màn hình 6.2 inch, độ phân giải là 2K cộng. Chip Snapdragon 845 nha mọi người. Ở màn hình cũng còn rất là ok nè.
Mình muốn xài tiết kiệm xíu mà ngon thì mình lấy cây Mỹ giống gì cũng rất là ngon nha mọi người. Rồi tiếp thì cây này là 2,4 triệu thì nó sẽ nặng hơn cái cây 2,6 triệu một xíu nha mọi người. Màng nó ám nhìn nặng hơn một xíu là mọi người thấy nó khác biệt xíu không? Đó. Cái này là 2,4 triệu. Giá này thì em bao gồm vẫn tặng sạc ốp lưng dán màn hình đầy đủ cho mọi người luôn. 2,4 triệu ha. Này mọi người lấy em thay khi sim đúng màu lại. Em thì mới bán thoại mấy năm mọi người, kinh nghiệm cũng còn non lắm, mà em biết được cái gì thì nói cho mọi người nghe cái đó ha. Để mọi người có kinh nghiệm sử dụng nhiều khi cái màn này không phải nó rẻ mọi người. Dán UV vô cái mất mấy triệu bạc chứ đâu giỡn được. Rồi tiếp cây này thì màn đốm ghê mọi người, đốm ghê mà đốm li ti nhiều nha. Thì ai không thích ám thì xài đốm nè, đốm này bao mọi người không loang ha. Đốm thì em sẽ bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không loang 45 ngày. Còn màn ám thì cũng vậy, còn màn đẹp thì sẽ là bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng là 2 tháng nha mọi người. Cái này email là 1197 ha. Giá em bán cho mọi người là cây này là 2,2 triệu. Vẫn tặng đầy đủ nha mọi người. Ngoại hình nè. Cây này chip Snapdragon luôn mọi người. Mua về chạy xe chơi game đồ rất là ngon ha. Rồi tiếp lên cây S9 mọi người. S9 màn cận đẹp. Màn này thì không khác gì màn đẹp hết mọi người ơi. Đó. Mấy cây cận đẹp mọi người cần thì nhắn qua em cho mọi người coi chi tiết kỹ luôn ha. Nói chung thì nó không khác gì màn đẹp hết. Nhiều khi quay vô cũng thấy mà chụp hình cũng thấy nữa. Ở ngoài nhiều khi mọi người soi chưa thấy nữa. Đó nhưng mà em vẫn báo. Còn không em bán màn đẹp mọi người cũng đâu biết đâu. Nhưng mà có sao bán vậy ha. Rồi email là 5061. S9 thì sẽ là RAM là RAM 4 mọi người, RAM 4 64GB, pin là 3000, màn hình 5.8 inch, độ phân giải là 2K+ ha. Dòng này thì có hỗ trợ loa kép rồi mọi người. Dòng này quay phim chụp hình rất là đẹp luôn. Đó hôm bữa em có quay một cái video mấy video đầu của mọi người, em có quay test cho mọi người coi á, là em quay YouTube bằng cái điện thoại giống vậy luôn. Em quay YouTube bằng cái chính luôn mọi người, xong rồi em đăng lên cho mọi người coi luôn. Mà nhưng mà video cũng rất là nét luôn ha. Đó thì thích hợp cho anh chị nào thích quay phim chụp hình nha mọi người ơi. Cái này bản Việt Nam 2 sim luôn, giá em bán cho mọi người là 2,6 triệu. Đầy đủ phụ kiện không mọi người. Cây nào không có sạc không ốp thì em sẽ nói. Rồi tiếp là một cây 2,4 triệu. Thì màn ám nhẹ một xíu nha mọi người. Nói chung cũng còn rất là nhẹ nha. Nó có lưu hình DTC nha mọi người. Có lưu xíu ở trên nè. Đó quay cận cho mọi người coi thấy không. Mọi người thấy cái ba chấm với hình cái chuông được không. Đó quay gần cho mọi người coi ha. Di lưu ở đây tí xíu. Thì nó lưu mấy cái góc này nhìn không có ảnh hưởng mọi người ơi. Đó thì giá bán là 2,4 triệu. Vẫn đầy đủ nha mọi người, đầy đủ phụ kiện ha. Vẫn là bản Việt Nam, 2 sim cho mọi người luôn. Xài 2 sim nha mọi người. Rồi tiếp là cây 2,4 triệu nữa mọi người. 2,4 triệu. Cây này thì y gan cây này luôn mọi người. Đó. 2,4 triệu. Cây này bản 1 sim mọi người, bản hàng ha. Email là 1539 mọi người. Đó, giá em bán cũng là 2,4 triệu luôn. Ngoại hình nè. Mọi người cần coi cây nào thì cứ nhắn chi tiết qua cho em nha. Nhắn qua cho em, em gửi ngoại hình cho mọi người coi ha. Rồi tư vấn mọi người trực tiếp cho nó dễ. Rồi tiếp là cây này màn cận đẹp ha. Rồi em nhắc lại lần nữa thì nó chính sẽ là RAM 4 64GB. Pin thì sẽ là 3000, màn hình 5.8 inch, độ phân giải là 2K+ ha. Dòng này thì có hỗ trợ loa kép rồi. Cây này được bản Mỹ nè mọi người. Email là 2771, bản Mỹ. Bản Mỹ thì chip Snapdragon 845. Đó, cũng rất là ngon luôn mọi người ơi. Ngoại hình cũng còn ok nè. Đó, giá em bán 2,6 triệu mọi người. Đây, còn cây nó 80 bị bơm về mọi người. Cây này em bán là 2,6 triệu. Nó 8, bản RAM 6, 256GB. Tình trạng là nó bị cứ lặn đây nè mọi người. Đây nó bị cái lằn ở đây mọi người ơi. Thấy không mọi người thấy không? Cái lằn này là lằn ám nhẹ ha. Thì nói chung cái thanh công cụ nó không ảnh hưởng gì mọi người. Tại rất là bình thường luôn. Đó, bản RAM 6 256GB, nó 8 ha mọi người. Email là 6595. Giá em bán là 2,6 triệu. Ngoại hình nè mọi người. Cũng còn khá là ok nha mọi người ơi. 2,6 triệu ha. Rồi tiếp lên cây này mọi người. Cây này màn đốm mọi người ơi. Màn đốm ngoại hình xấu. Cây này nãy em nói bán bao nhiêu mua.
Cái này bán là 2.100.000 mọi người. S8 cộng thì sẽ là RAM 4 mọi người, RAM 4 64GB nha. Đây, 64GB mọi người. Đó, pin thì sẽ là 3500, màn hình 6.2 inch, độ phân giải là 2K cộng ha. Cây này bản Việt Nam 2 sim, email là 5220. Giá em bán là 2.100.000. Lưng là có hơi xấu nha mọi người, nhưng mà mình đeo ốp lưng xài thì bình thường mọi người ơi, không ảnh hưởng đâu. Mọi người lấy em gắn cái khay sim vô nha. Đây, ngoại hình nè mọi người. Thì giờ em quay sơ qua một tí mọi người. Đó, mọi người cần cứ nhắn Zalo em cho mọi người coi chi tiết đầy đủ nha. Cái video nó bớt dài mọi người, mấy bữa trước em quay quá trời dài luôn. Rồi tiếp cây này một thanh lý 1.500.000 máy trần mọi người ơi. Tình trạng là màn ám nha. Cái này cho anh em về xài chữa cháy này kia, chơi game, chạy xe mọi người. Đó. Cây này bản 128GB, RAM 6 nha mọi người. Đó, RAM 6 128GB. Pin 3500, màn 6.2 inch luôn. S8 cộng ha. Để em coi bản gì luôn. Cái bản hàng quá. Bản hàng mọi người, email là 7913. Giá là 1.500.000 nha mọi người. Anh lý 1.500.000 ha. Đây, mọi người lấy thì ở khay màu đen hiện em đang hết mọi người. Cái này thì mai mới đi mua, còn cái này thì thanh lý nên em để về luôn nha. Nhưng mà vẫn có tặng ốp cho mọi người ha. Thì thanh lý là mấy cây giống này là em quầy vốn rồi, mà mua thêm cây sim là lỗ 40-50.000 đó mọi người. Thường á là mọi người lên sim á, hiện tại là em chưa học lên sim, bữa giờ em nói mà em chưa học nữa. Thì á là có 50.000 thôi. Thì cái khay sim á là 50 nữa mọi người. Đó, cái khay sim thường là 40-50 nữa thì nó sẽ ra là 100, chứ không phải là em lấy của mọi người 100.000 đâu nha mọi người. Em chỉ bỏ công chạy giùm mọi người thôi. Rồi, tiếp cây này là 2.100.000 luôn. Đốm giống như cái cây nãy mà nằm sát gốc xíu mọi người. Đó. Cây này bản Việt Nam 2 sim luôn nè, email là 5303 ha mọi người. Mọi người mua cây nào á thì mọi người cứ chụp màn hình gửi qua cho em cũng được nè, chụp như mọi người đang coi nè. Chụp vô đây cái rồi gửi qua cho em là em coi cũng được. Nhiều khi mọi người hỏi cây đó, giá đó hay là nhiều cái đó, không nhớ được hết mọi người. Mọi người hỏi email á, thí dụ mọi người này, hỏi em email đi, em phải đi lựa lại nữa mọi người. Đó, thì mọi người cần thiết thì chụp hình em tư vấn cho nhanh hơn nha. Còn không thì cứ nhắn email như bình thường. Rồi cái này thì sẽ là RAM 4 mọi người, RAM 4 64GB. Pin thì sẽ là 3500, màn hình 6.2 inch. Độ phân giải là 2K cộng ha. Giá em bán là 2.100.000. Hôm bữa cây nào em không biết phải cây này không? Thì có anh khách anh hỏi nhưng mà em quên là cái bản đó bản Việt Nam. À đây nè mọi người. Bản Việt Nam được 128GB nè. Đó. Giá 2.400.000 rồi mọi người. Email là 9600 bản Việt Nam ha. 128GB. Thường là nó 64 với 256, còn bản Việt Nam là nó hay có 128 mọi người. Rồi tiếp lên cây này mọi người ơi, cây này là 2.600.000, tình trạng là màn đẹp không ám ố mọi người. Bản Việt Nam 2 sim luôn, email là 1151 ha. Đó, ngoại hình nè. Ngoại hình quay ngoại hình với sơ thôi ha mọi người, cấu hình thì nãy giờ em có báo qua mấy cây rồi. Đây, ngoại hình cũng còn rất là ok luôn nè mọi người. Giá 2.600.000 mọi người ơi. Rồi tiếp là cây màn cận đẹp 2.400.000, thì cây này nó không khác gì màn đẹp hết mọi người. Không khác gì màn đẹp hết nha. Đó. Cây này thì tình trạng có ám rất là nhẹ luôn, mà đã phích rồi đó mọi người. Nhìn không thấy ám luôn. Không thấy lù, không thấy ám, không thấy gì hết nhưng mà đã phích ám rồi. Thì cây này em bán cho mọi người là 2.400.000. Giá đầy đủ phụ kiện ha. Email là 4418 nha mọi người. Cái cây em để điện thoại quay á mọi người, nó hơi rung rung quá nên nó cứ giật giật mất nét rồi. Rồi giá 2.400.000. Tiếp là một cây S8 cộng 2.300.000 mọi người ơi. Cây này RAM 4 64GB mọi người. Email là 1 1538, tình trạng là màn cận đẹp nha mọi người. Đó, bản 1 sim. Tình trạng là màn cận đẹp ha. Mọi người muốn biết chi tiết thì cứ nhắn qua Zalo cho em gửi hình hoặc là quay video lại cho mọi người xem cho nó chi tiết nha. Đó, giờ thì quay nhanh xíu. Rồi tiếp là cây này 2.300.000, tình trạng là màn đẹp không ám ố mọi người, S8. Email là 4491. Màn đẹp không ám ố mọi người ơi. S8 sẽ là RAM 4 nha mọi người. RAM 4 64GB.
pin là 3000, màn hình 5.8 inch và độ phân giải là 2K+ ha. Dòng này thì chưa hỗ trợ loa kép thôi mọi người, nhưng mà xài rất là ok nha mọi người. Đó, email là 4491, bản Việt Nam, 2 SIM luôn. Ngoại hình nè mọi người. Dòng 8 thì dòng ngoại hình tầm này cũng còn ok lắm rồi mọi người ơi. Giá em bán là 2.300.000 ha. Rồi, tiếp là một cây 2.000.000. Cây này thì kính có xước lông mèo nhiều nha mọi người. Nói chung xước lông mèo thì mọi người biết là xước lông mèo kiểu như xước nhẹ thôi. Đó, không có sâu quá mọi người. Dán BBF là nhìn ok liền. Cây này email là 4514 ha, 4514. Đó, cấu hình thì vẫn như cái cây hồi nãy nha mọi người ơi. Tình trạng là màn có lưu nhẹ tí xíu siêu nha mọi người. Lưu nói chung cũng nhẹ thôi. Này lấy thì em thay khay SIM vô ha. Còn mà máy hành lý thì em không thay được nha mọi người. Giá em bán là 2.000.000. Rồi, mọi người cứ muốn biết chi tiết cây nào mà quan tâm trong tầm giá thì của mọi người á, thì mọi người cứ nhắn qua Zalo cho em, rồi em gửi hình cho mọi người coi chi tiết nha. Rồi tiếp là cây này 1.700.000. Cây này tình trạng là màn đốm nha mọi người. Đốm kia, đốm một cái đốm tròn đây nè. Màn đốm bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không loan là 45 ngày. Thì nó có lưu nhẹ dưới đây xíu nữa mọi người ơi, lưu mờ xíu nữa nha. Nói chung lưu còn chấp nhận được bình thường nha mọi người. Nhìn còn ok lắm. Giá 1.700.000. Rồi tiếp tới một cây 1.500.000 mọi người ơi. 1.500.000, tình trạng là màn ám vậy nè mọi người. Đó, màn ám này thì ám cỡ này thì em khuyến khích mọi người là không mua cho trẻ em xài nha mọi người. Thôi người với người lớn ha. Còn mình còn như vừa cỡ thanh niên hay là tầm nào mình nhìn cảm thấy còn ok thì mình xài nha mọi người. Đó, để nền đen xài cũng bình thường lắm. Thì cái này em bán là 1.500.000 là thanh lý máy trần luôn nha mọi người. Đây ngoại hình. Rồi tiếp là một cây Note 7 900.000, Note 7 nha chứ không phải SPS nha mọi người. Tình trạng là cây này nó vỡ mọi người. Thì cái này em bán cũng là máy trần thôi. Nó vỡ với màn ám nha. Đây, màn ám lui rồi mọi người. Thì cây này em thanh lý là 900.000 cho mọi người xài chữa cháy nha. Nó vỡ đây, như đây nha mọi người, xài vẫn bình thường. Cảm ơn bao mọi người không loạn liệt. Email là 9606 mọi người ơi. Cái lưng thì không vỡ mọi người, vỡ kính. Cái này ép kính nó cũng căng lắm mọi người. Ít người ép lắm, chứ không phải là sao, chứ không phải là căng cái gì, ít người ép á, kiếm chỗ ép nó khó lắm. Dòng này thì sẽ là gam 4 mọi người, gam 4 64GB. Đó, pin thì pin dòng này lâu quá em không bán, không nhớ nữa mọi người. Để em coi thử. Pin là 3200, màn hình là 5.7 inch. Độ phân giải là 2K+ ha. Dòng này thì cũng có S Pen luôn á mọi người. Tại sao nó bị dính à? Nó hơi cái. Rồi, em cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Mọi người xem video thì cho em xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh. Còn mọi người cần mua hàng thì liên hệ qua Zalo em nha mọi người ơi. Rồi em cảm ơn, xin chào mọi người ha.